Alo. Đây. Đang ở Giải Phóng. À, về thì lại ra rồi. Vâng. Anh về à? Nhưng mà không phải. Thì máy cái sim này em bỏ ngoài xe mà. Không cầm theo người đâu. Gọi sim kia chả gọi. Bây giờ đang đâu? Thành phố Thanh Hóa. Về đây làm gì vậy? À đây. Nhà hết nhỉ. Không gọi sớm về ra chiều hôm qua rồi. Rồi, thôi cứ có đấy. Ừ. Vào diễn đàn cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Hội đi chung xe gì đấy. Mấy cái tên trong đấy giờ đăng lên thì nào cũng có đấy mà. Tầm chiều này sẽ ừ. Hỏi thằng Tài nó mấy cái diễn đàn này nó vào nó cũng hình có. Hoặc là mình lên ô tô fan đẩy. Hoặc mấy cái diễn đàn ở trong Thanh Hóa đấy nó có mà. Tầm nhưng mà từ trong đấy ra phải tầm ra 700. Cũng được nha, em đang đi cái. Bên trong rồi. Anh nghe có biết có phát hiện không? Phát hiện là nghe ít khó. Anh chỉ là nghe thấy em là bên trong rồi. Thanh Hóa có nhiều nơi nói nặng có nhiều nơi nói bình thường. Cái huyện Nga Sơn thì nói nhẹ hơn mà mấy huyện trên thì nó nặng. Nga Sơn hồi xưa bọn nó làm cũng em nhiều. Em ở Nga Sơn.
anh ở bên cái ngành bảo vệ động vật đấy, là về thuốc sâu đấy, là có một cái ông tổng giám đốc là ông quê ở Nga Sơn, nên là ông cho một con cháu ra ngoài đông lắm. Ở ngoài này thì cũng khá nhiều, nhưng mà nhiều nhất ở ngoài này thì có Nam Định và Thái Bình là nhiều nhất. Trong chơi thôi giữa đây mà đi bên này nhanh, bám theo xe khách thì đi bên này nhanh hơn. Để anh lên thăm người ốm chứ. Ừ, đi thăm đi đúng không? Không, ừ, ông già ông đi khám bệnh trên này. Thế ông chưa về cơ? Chưa, mai ông này là ấy tiếng. Thế bác có nghỉ hưu chưa? Hả? Bác nghỉ hưu chưa? Không, anh chưa. Giờ anh chuyển sang ngành khác rồi. Bảo vệ thực vật đấy chắc cũng khó kiếm đấy nhỉ? Cái làm bên bảo vệ thực vật cũng khó kiếm đấy. Không, những cái năm thời những năm trước thì kiếm được nhiều cơ mà gần như không nào giữ được. Những cái năm trước nó dễ. Nói thì khó, bây giờ cái gì chả khó. Bây giờ anh chắc quản lý thị trường. Quản lý thị trường lại ngon quá, lại hơi hay hơn. Bây giờ quản lý thị trường này là nhà nước rồi. Quản lý nhà nước. Nhưng mà cũng là kiểu dạng như là quản lý bên đấy đúng không? Bên kiểu bên bảo vệ thực vật sang đó. Không. Nói bảo vệ thực vật thì nó là công ty. Đấy. Còn quản lý trường nó là quản lý nhà nước. Ăn lương là ngân sách nhà nước. Anh giao lưu ở quản lý trường của Thanh Hóa chứ. Hùng bây giờ chi cục trưởng quản lý trường Thanh Hóa. Hồng. Hùng. Ôi. Hùng quen nhỉ? Mai hoặc Mai thì Hùng. Ông ấy là trước ông chủ tịch huyện gì nhỉ? À, Long Cống. Không phải. Đấy. Ông Hùng bảo ông người trước ông bên trại trưởng trại giam thay Thanh Phong gì đấy cơ. Không, ông này ông chủ tịch huyện Long Cống nên ông chi cục trưởng. Lên chức cục trưởng là tốt rồi. Lên cái chức đấy là phải căng. Quản lý thị trường của tỉnh Thanh Hóa là từ trước đến giờ toàn chủ tịch huyện, một cái huyện lên nông cống lên ba đời rồi. Ôi giời. Đưa nhau lên chứ. Ông tổ em thì hồi xưa cũng ở chủ tịch huyện nông cống. Chắc là ông đưa nhau lên chứ. Cảm ơn nhé.
cho trẻ thì thôi, không bao giờ. Bên này Đống Đa, bên kia là quận Hai Bà Trưng, cách nhau một con đường này. Đội bảy trên vàng hình sự ấy là đội cảnh sát giao thông, không quản lý trường ấy. Đội 7 nó thuộc vào quản lý quận Đống Đa. Đứng ở đấy thôi. À, khi nào cũng đến thì mình nhìn thấy từ xa rồi mình chạy nữa. Nói chỗ khó mới là cái chỗ có việc. Nói chỗ không khó thì không có. Chuyển sang đấy rồi, là giờ có xe hơi rồi. Thằng đấy làm bây giờ chưa có là hơi bất đấy. Cái quản lý thị trường này là quản lý về lĩnh vực nào? Quản lý về các hộ buôn bán kinh doanh như này, cũng chưa hiểu quản lý thị trường. Quản lý thị trường là nó quản lý về những mặt hàng, hàng thật hàng giả đấy, hàng lậu hàng ấy, gian lận thương mại. Cái đấy đi xuống khu La Phủ đều. Nó quản cái đội trên Hà Nội, những cái đội mà ở cái quận Hoàn Kiếm thì Hai Bà Trưng hơi bị ngon. Từ đấy nằm trong trung tâm rồi. Cái này như các mặt hàng này. Đấy, kiểm tra hóa đơn chứng từ em này, hàng đảm bảo chất lượng không đó, đúng không? Nói về hàng thật hàng giả thì xuống Lọc Phù 70-80% là hàng giả. Thật nó bảo là dân ở đây bảo có nhưng mà ít. Thank you.
thông báo về cho một vài người anh em kịp thời nắm bắt bằng mong là sẽ tiếp tục được nhận được sự hỗ trợ. Thế ra ngoài này thì là vợ con chưa? Em vợ con ngoài này rồi. Vợ ngoài này rồi. Về thuê nhà làm ngoài này. Thế vợ có ở trong cái ngoài này? Hai vợ chồng cách nhau chắc độ 5 mét. Ở quê đấy. Cái nghề này ở đấy vợ gần, thế vợ xa cũng cả. Tết nhá thì hai vợ chồng về thôi. Bà anh gần anh quá trong những vùng quê trong cũng vất vả lắm. Anh ấy đi vào những vùng quận phố núi, thành phố thì là hoành tráng rồi nhưng mà vào trong cái khu vùng ở trên Cẩm Thủy Ba Thước rồi như Xuân Thọ Xuân thứ trên đấy là vùng núi vất vả, nhưng vùng ở dưới em lại bình thường. Thế em như đây bên khu Hà Nam Ninh Bình xưa có đồng bằng bình thường không? Cổ những ở nhà trồng rau lúa đấy đâu, nhưng bây giờ có làm như ngày xưa rồi, bây giờ trồng đá lúa đủ ăn, trồng lấy cái ăn là được, chả cần buôn bán. Thế vợ thì làm gì? Em vợ kế toán rồi này, làm tư nhân, chắc là cũng đủ lại nhà cửa, con học hành. Em làm được bao nhiêu thì ra. Phần đầu cái nhà này hơi khó. Xếp ấy gì cơ mà bây giờ anh đang ở trên Hà Nội về đây thì cái chương trình thì cứ mai đi thôi. anh xin nghỉ em chưa? Thế thì nếu mà mai đi thì cứ nếu mà ở nghe thì cứ 6 giờ đi, 8 giờ họp mà. Ăn sáng tận ngày ra tận ngoài ăn đi. Bảy rưỡi ra đấy à. Nha. Cái chú đang ở cơ quan ở đâu đây? À đây à. Đây. Thằng Thắng bên nhà chắc xếp ở nhà này. Có đúng không? Mỗi huyện à đúng
thuộc tỉnh quản lý. Hương Yên 11 huyện thì 11 đội. Một đội chống lậu. Chống lậu toàn tỉnh. Bây giờ nó còn để kết hợp với ăn Quảng Ninh cho bán hàng lên tận Đằng Sơn. Thấy thì phải theo dõi xe á. Không, không phải kết hợp với bộ. Nhưng có tin tức á, xong bắt đầu là kết hợp với bộ. Lần trước vừa rồi lên tận Đằng Sơn bắt khoảng tầm 670. Công em tưởng là cái hải quan ở bên đấy là người ta cũng phải đã biết rồi chứ. Không, nó nhiều vấn đề lắm. Bây giờ mình ở đây bắt cả công là hơi bị căng đấy. Thủ tục nó nhiều lằng nhằng nhiều cái thứ đó. Nói chung là mình lấy từ mỗi công từ Trung Quốc về nó bao tiền nó vẫn ít đâu. Mà hàng nó cái hàng không chắc là không hơn. Hàng bây giờ nó trốn nhiều kiểu lắm. Vẫn có hóa đơn nhiều rồi. Các kiểu luôn. Chắc đấy là kiểu như là bên này sông, bên kia Việt Nam này Trung Quốc thì nó đi qua vậy. Nó cặn thì nó lại vác qua. Đèo qua núi. Như là trên bộ của mình là cần hàng lậu trên bộ, còn hàng lậu trên biển nó cũng tăng nhỉ. Xin hoan nghênh bạn trở lại với
không có đảng nào giành được đa số ghế ở hạ viện và thượng viện. Với 88% số phiếu được kiểm, đảng cực hữu Trung tâm Dân chủ đang dẫn đầu với hơn 2,2 triệu phiếu ủng hộ trong tổng số 15,6 triệu phiếu này. Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế thực hiện được cho biết, khi này nhập khẩu cũng đứng vào khu vực châu Âu đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, xuất phát từ những chiến tranh và xung đột trong khu vực. Theo đó, kim ngạch nhập khẩu của các nước trung đông ước 1,3 tỷ đô la Mỹ nghiên cứu toàn cầu trong giai đoạn 2017. Iran được dự báo đã ký kết các thỏa thuận đáng mức tín dụng trị giá lên tới 5,3 tỷ đô la Mỹ với các ngân hàng châu Âu và châu Á. Ngoài ra, chính quyền Iran cũng đang thảo luận về vấn đề tương trợ đổi. Thank you.
mày cho anh về đấy thôi, trưởng kỹ thuật đi, đi vào chỗ cháu tí. Trưởng kỹ thuật à? Ừ, nó ở Khói Châu đấy. Tối mới về, cháu nó học đấy mà. Đây là trường cao đẳng, đây là trường đại học. Chưa đến đại học rồi. Thì nằm ngay mặt đường này hay sao? Không, phải hết đường này ra đến đường 39. Nhất rồi. Đưa tiền của bạn em. Ừ. Năm nay hồi về tầm độ 4445 chắc chưa đấy. Chính xác 45. Để đưa ra tiền. 45 năm đứa thứ nhất là tầm 99 đấy. 99 đấy. Hơn 30 tuổi mới lấy vợ rồi. Đâu? Rồi, 99 mà đã học năm thứ nhất rồi cơ. 99, 2019, 18, 19 tuổi rồi cơ nhỉ. Thế là bắt cứ thẳng đường này vậy? Ừ, cứ thẳng đường này, cái đường này là đó, thẳng kịch cuột tụt đường này. Cứ thẳng vào thành phố đấy. Không, đến đây thì nó còn có cái đường rẽ phải nữa. Phải chứ, không phải. Không phải phát là chạy thẳng vào thành phố. Dưới này nổi tiếng bánh tẻ không biết ngon không? Chỉ dòng xe tải là mấy trăm nghìn. Tội gì đi đường này gần hơn nữa. Nói ngày xưa vé ở cái đường năm cũ ấy, dòng xe con này có 15.000 đến 20.000. Ông nâng lên ở đấy sang đường năm mới không có đi đâu. Xe con đi, xe công đi thôi. Toàn xe con, xe của nhà nước ấy. Toàn nhanh, không nghĩ thì đến vé chứ. Ví dụ mai đi lên cao tốc của Hải Dương, chạy một phát
ra kịch đến đường Hải Phòng, đường Đồ Sơn ấy là mất 190.000 từ Hải Dương đấy. Ừ. Không sao cao nhỉ, 190.000 một tiền vé. Nó phải là cao chứ, tại vì đi từ đầu Hà Nội xuống dưới đấy không có 190.000 mà. Đi từ Hà Nội về đến đúng cái nút Hải Dương đã mất 100 rồi. Hãy dòng xe này, xe này đi trong đó cao tốc Hải Phòng mới này. Trước là 201 đi tận Đình Vũ. Bây giờ cái xe này đi qua trạm từ Hà Nội. Từ Hà Nội về Hưng Yên bao tiền? Về Hưng Yên ạ. Hưng Yên này. Nút 100.000 thì sao? 100.000 thì hay. Đâu. Chưa chưa xuống bây giờ. 40.000 thôi. Xuống đường 10 là 150. Đường 10 đường Hải Phòng ấy. À đường về Thái Bình là 150. Ở Thái Bình ra kia với 40.000 nữa thì 190.000. Nhưng mà cái dòng xe này chạy đường đấy thì nó mới chất lượng, nó xứng đáng. Taxi chạy đấy nó có ăn thua đâu, đi nó ổn luôn. Thôi chứ hôm nọ ông đi không taxi, ông phi ở cái đường cao tốc Hải Phòng nhá, 134. Chết ngay, dính đòn ngay. Tất cả các xe chỉ được phép chạy 120. Quá 120 nó kêu. Alo. Ông mai lại lấy lại làm lần nữa. Chắc là mình đoán thì chắc là nó không vấn đề gì thì nó mới lại lấy lại lần nữa, làm cho chắc. Không giờ này đang cái gì nó sẽ ở sáng mai lấy một lần nữa. Gần chục lần mà. Thế nào mai lấy lần nữa cho chắc cho ông. Em về rồi. Đúng hẳn không? Mình đang trên đường về. Ông là ông nằm mai bên tay mà em cứ học. Đấy mình thấy em thấy nó kiểu làm nó chi phí nó bình thường làm thì làm bao nhiêu xét nghiệm đến cái xét nghiệm cuối cùng là cái sinh tiết đấy một lần rồi đấy phải làm lần nữa. Cái sinh tiết đấy là kiểu như mình xét nghiệm xem nó có bị ung thư hay không nha. Nhưng mà nó làm một lần thì mẹ nó sinh tiết một lần thì nó sinh tiết hai lần xem trình độ bác sĩ hơi kém. Mỗi lần sinh tiết đấy là mình có bị mất không? Mất tiền không? Chắc có. Nhiều thì không nói, ít thì mình làm ở trong. Chứ mỗi lần sinh tiết có tiền triệu hơi căng. Chỉ có 3 triệu là khó. Nhưng cái sinh tiết đấy thường là nó gửi sang các viện ca chủ yếu. Ừ, chắc là nó gửi sang kia đúng không? Một gửi viện ca, hai là mình đi cả người bệnh nhân sang đây. Không, nó lấy luôn ở đây, lấy lấy mẫu. Mẫu ở đây, chắc là nó gửi đi đúng không? Gửi. Chứ bệnh, cái bệnh viện đấy là sao, lấy chi tiết được không? Là sao không, viện đấy không phải được. Hầu như là về bệnh nào nó gửi về cái đấy mà. Thử này, nhanh nhắn mà.
mệt mài mà như là đi chạy hội đầu kỹ ngày nào cũng chạy rất siêu chưa chỗ bệnh viện nhiều việc không? Không nhiều lắm, nhiều lúc tắt nên là đều xe này là xe của mình chưa? Xe em mới được mình mua cầm công ty thôi. Mình mua mình đóng công ty đóng hợp đồng là 5 năm 3 năm, chi phí quản lý hay nộp ra hàng tháng cho nó nhiều phết đấy, tháng cả bảo hiểm cả tiền tạm một thứ nó 3 triệu. Không còn như ngày xưa nữa, ngày xưa làm nó nhàn hơn, bây giờ làm vất vả hơn nhiều. Bây giờ đường nó tắc luôn, đi nó mất thời gian. Bây giờ nó còn đi chặt thì nó này không? Không, nó có như hãng, như mình chạy trong hãng này thì nó cũng như ngày xưa thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi làm thì nó, một cuốc của mình đi quả đang được 170, nhưng mà nó mất tiếng đồng hồ. Ngày xưa 170 đi hết có độ 20 phút là cùng. Nó tầm này mà đi được khoảng độ 100.000 là cả đi cả về mà hơn tiếng. Đa số nó mất thời gian ở chỗ đấy. Hai xe này là hay đảo lắm, hai đây đi hai bên hai chiều chứ không hai bác xe tải. Trong trời không có chuyện này làm nếu ở thành phố mà thế à có kìa, cái biển hạn chế kìa như vậy đấy thì có khả năng là từ cái đoạn hạn chế kia đến đây này là không biết được đoạn kia đâu. Đường này mình chỉ nếu mà vào cái biển này thì mình chỉ được đi 50 thôi, không được đi 60. 60 là không phải giá giải phân cách cứng ở giữa đây. Nhưng mà đoạn này nó không có đây về không có. Đấy cho anh xuống cái chỗ ngã ba này, cái trường trường này cháu học này. À trường này đấy ạ. Em cũng có bọn đâu ấy, tình hình như nào. Cái ngã ba cái cổng lên cái kia cơ. Ôi nó rộng rồi cơ. Ừ. Cổng nó lại ngược đằng kia, đằng đây đằng sau trường. Cái thở đốt nó chéo này mà. Đấy, nó nằm ở cổng ở đây. Ngày xưa nó là trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật. Nói cho anh ở cái chỗ cái xe taxi kìa. Không à? À bố cháu đi thì nó ở mai này lấy lại lần nữa không ạ? À? À vâng, tối nay bố cháu ở đấy với cả bà Hoàn, cháu ăn trên đường về. Vâng. Con chín rồi. Vâng, con chín. Vâng, ngâm nhé. Rồi, ok, ngày tối. Thank you.
thông. Vì vậy, mật độ các phương tiện tập trung đông đúc ở những đoạn đường qua các cổng trường, chúng ta lưu tâm một chút để tránh xảy ra xung đột giao thông. Trở lại với tuyến đường giải phóng qua cổng của quận năm, phương tiện vẫn đang phải chen chúc trong một trạng thái lưu thông rất chậm chạp. Xin nhắc lại, đường giải phóng chúng ta vẫn đang phải đi chậm qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Bác tài đi lại trên những đường vững nhất có thể và hãy cố gắng nhường nhịn lẫn nhau vậy. Tình trạng này thì diễn ra thường xuyên trong các khung giờ cao điểm với những cái sự đôi sức của các phương tiện lái xe taxi dừng đỗ trước cổng bệnh viện. Về lực lượng chức năng thì hy vọng cũng sẽ có một điều tiết phân luồng chỉ dẫn giao thông tại đây để nhiều phương tiện có thể lưu thoát qua đường giải phóng của bệnh viện Bạch Mai càng nhanh càng tốt. Những lộ trình tiếp theo mà các phóng viên cũng sẽ cùng theo dõi các thông tin mới. Thành phố Hà Tĩnh các phương tiện lưu thông được ổn định. Phố Đại Na thì có tăng cao nhưng vẫn chưa đủ để làm khó cho lộ trình của chúng ta. Cho. Với phiên bản mang tên Mekong FM tần số 90 MHz.
Công FM là phiên bản đặc biệt của Radio Cafe dành riêng cho 18 triệu khán giả thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Radio Công FM là kênh phát thanh hiện đại, tương tác toàn diện và phản ánh trung thực các sắc thái đời sống của con người miền đảo chín rừng. Radio Công FM sẽ là giai điệu thân thương, là tiếng lòng của người dân trong thổ, được phản ánh qua những chương trình phát thanh có kết cấu phù hợp với nhịp sống đồng bằng. Giờ cao điểm sáng trên Radio Công FM là một chương trình bình minh trong thổ, kéo dài 3 tiếng đồng hồ, mang đến những thông tin chỉ dẫn thiết thực, đồng hành cùng bạn đưa đài đến nhiều những cái mới với sự sảng khoái để sức sống. Giờ cao điểm trưa trên Radio Công FM là một chương trình đứng bóng mặt trời, kéo dài 1 tiếng 30 phút với những thông tin đời sống được cập nhật, những khoảnh khắc thư giãn mang phong cách từ nàng đặc sắc. Giờ cao điểm chiều trên Radio Công FM là một chương trình Đường Về Hoàng Hôn sẽ cùng bạn nghe đài kết lại một ngày đầy ắp thông tin mà không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện ấn tượng nào của đời sống phương nam. Em lên Hà Nội không? Em về Mai Dịch Hà Nội. 100.000 anh chạy cho. 100.000 á? Tiện đường về. Em đi xe. Em đi bao nhiêu? Em đi xe buýt em lên đấy ông thế. 50. Tới 70. Tiện đường về thôi. Không. Tại 50 thì mình chạy về kia thì nó cũng thế nhỉ. Hơn nhau 20. Thế anh đưa đúng chân cầu vượt nha. Dạ. Chỗ đúng chân cầu vượt Mai Dịch nha. Dạ. Chân cầu vượt Mai Dịch nha. Chân cầu vượt Mai Dịch á? Vâng. Ừ. Đi. Khó tính. Em khó tính gì đâu. 100 rồi, 50 thì thôi thì cố gắng rồi. Thì mọi khi em từ Mai Dịch em về Đồng Văn Phủ Lý cũng chỉ 40.000 thôi mà. Đấy, xe buýt mà. Xe buýt đâu, xe taxi mà. Người ta tiện đường về. Lên ngồi cho nó vui á. Yeah, I need it.
quay vào trong phố là đông tắc đường đấy. Bây giờ là 4 giờ thì đi vào đấy là tầm hơn 5 giờ đúng không anh? 5 giờ. Hơn chứ. Hơn 5 giờ. Tầm đấy tắc đường. Hồng ơi, đi Thái Nguyên không Hồng ơi? Sợ mỗi đau bụng này cho uống thuốc đau đầu. Thật đi. Nhiều lắm. Thế thì em không biết là anh gặp phải những dược sĩ như nào. Chưa học được trường nào? Em học trường Cao đẳng Y tế Hà Nội. Cao đẳng Y tế Hà Nội sao? Nghe chỗ nào đi? Trường đấy thì chỗ nào?
Dạ. Trường đấy thì ở chỗ nào? Ở chỗ Đoàn Thị Điểm. Đoàn Thị Điểm Đống Đa. Cát Linh nhá. Đống Đa. Đống Đa Hà Nội. Đoàn Thị Điểm, cái đường Đoàn Thị Điểm thì ở trong đấy cũng có trường à? Vâng. Cái đường nó bé tí rồi. Cái đường nó bé nhưng mà là cái trường bé á. Đang học liên thông ấy. Vâng. Có học không? Dạ, em không biết. Bây giờ thì cứ làm đã. Học về. Làm bây giờ bố mẹ lại ỉ ra lại không nuôi. Cứ học liên thông lên kiểu như trước là cao đẳng đó. Cao đẳng liên thông đại học. Tội gì? Nhưng mà học liên thông để làm gì ạ? Cái bằng cấp của mình nó cao lên giá trị hơn chứ. Ví dụ giả sử mình xin được vào một cái bệnh viện ở đấy, lương cao hơn nhiều. Lương khác hẳn từ bằng đại học, bằng trung cấp, bằng cao đẳng. Bằng thạc sĩ của em lương sẽ cao hơn bằng đại học, đúng không? Em thấy mọi người đi học chỉ để lấy bằng để mở quầy thôi. Quầy là kinh doanh tự do. Đấy. Em cũng có thể mở quầy. Thì em ở đấy khi nào em có bằng, em vào làm cái việc khác thì em mở quầy, em thuê người làm có phải hơn không? Thế thì thuê bằng cũng được mà anh. Không, khả năng cũng quý. Nhiều thuê thì mình lại mất một khoản. Thuê bằng đâu đơn giản đâu. Mình trả 10 triệu, hơn 10 triệu. Đó là bình thường. Tội gì mình vừa thuê người nhân viên mà mình vừa thuê bằng mất cả hai lần tiền. Mà mình đi học có mấy năm mình có cái bằng mình chẳng được thuê ai. Ở chỗ nãy em lên đấy là huyện gì? À, ừ, đúng không? À? Dạ. Chỗ nãy lên đấy là huyện gì? Em cũng không biết đâu. Không phải ở đây à? Em không. Thế người ở đâu? Em ở trên Mai Dịch mà. Người mà quê người, à quê á? Ừ. Em ở Vân Đình. Em ở Vân Đình, Vân Đình, Tế Tiêu. Mấy chục cây. Em xuống đây bán thuốc xong lại lên đấy. Vâng. Tại sao dưới này không có người à? Ở dưới này thì người ta nghỉ. Đi lại này ăn uống là chủ lo đúng không? Chắc chắn rồi, 50.000 về đấy thôi. Vâng. Chắc là hiệu thuốc gần đấy. Hiệu thuốc phải nằm đường Hồ Tùng Mậu không? Nó là cái phố con Mai Dịch giao với cả Hồ Tùng Mậu. Chỗ Trùng Múa. Chỗ gần đấy ạ. Nó là phố Mai Dịch. Bạn gần Đại học Thương mại đấy hả? Đối diện gần. Mới ra trường được có mấy tháng à? Em ra trường được hơn 2 năm rồi. Ôi trời. Nhưng mà em bỏ nghề 2 năm. Giờ lại quay lại. Vâng. Bỏ đi làm công nhân à? Vâng, em bỏ đi làm công nhân 2 năm. Không tới em theo nghề. Có phí không? Có phí 2 năm không? Không, em thấy bình thường mà. Phí quá là gì? Có gì đâu mà phí ạ? Ví dụ 2 năm đấy mà em đi bán như thế này em. Bây giờ nó khác không? 2 năm đấy có ngày em và cấu trụ theo nghề chắc là em chả trụ được ý.
lúc đấy đang còn trẻ, đang còn muốn đi chơi. Nhưng mà lúc đấy thì đang rất là khó khăn về kinh tế, nên là bắt buộc phải kiếm tiền. Kinh tế thì đã có gia đình chưa? Em chưa. Thế kinh tế gì? Hay là phải lo cho bố mẹ? Nói chứ là... Nếu mà phải lo cho bố mẹ thì chấp nhận được, không phải lo thì không phải lo gì về kinh tế. Đi làm công nhân thì chỉ được một vài năm thôi, hơn 30 tuổi em đã cho nghỉ rồi. Nhưng bỏ 2 năm mà già mà về đi học bằng liên thông nó hơi bị khó. Sao lại khó ạ? Quên hết rồi đâu. Ở trường học ấy nó cũng nửa vời lắm. Ra trường là phải gần như mới tinh, phải học lại từ đầu. Đã. Chỉ có tiếp xúc thực tế thì mới bán được thôi anh ạ. Thế đa số học sinh sinh viên về chỉ đi bán thuốc rồi đúng không? Có nhiều công việc lắm chứ ạ. Nó làm đến bên gì nữa? Tại vì điều dưỡng thì nó lại bên khác rồi. Một là làm bệnh viện, hai là làm ở các công ty dược, ba là làm trình dược viên, bốn là bán thuốc, hoặc là làm về bên kỹ thuật. Nhiều cách chứ? Nhiều mà. Nhưng mà anh thấy khoản bán thuốc là hay hơn. Đấy là tùy theo sở thích của mỗi người. Tại vì ví dụ anh có ho có một tí thôi mà bảo cắt liều thì họ cắt đến 5 liều rồi. Thế anh bảo cắt 1 liều thì chả ai người ta cắt 5 liều cho anh hết. Không, đấy là mình không biết là cho anh liều thuốc ho. Giả sử như thế, chơi là 5 liều uống này cho nên nhanh khỏi. Nhưng mà nhiều lắm. 1 liều nó phải rơi chơi vài 5 loại là ít, 5 loại đấy. Tây ngày xưa kiếm được thôi, bây giờ khó rồi. Khu Vân Đình là khu đấy là phát triển đấy. Em ở giữa Vân Đình, Phủ Lý với cả Đồng Văn. Vân Đình, Phủ Lý, Đồng Văn. Có đi đường Chùa Hương không? Đã. Có đi đường Chùa Hương không? Cho đi đường cao tốc sẽ phải vào chỗ ấy à? Cầu rẽ sẽ vào à? Vâng, cầu rẽ sẽ vào. Có làng giày đấy, qua làng giày. Không, làng giày còn xa lắm. Thì cầu rẽ sẽ vào thì qua làng giày. Nói chung là em cách Vân Đình 15 cây, cách Đồng Văn 7 cây và cách Phủ Lý là 20 cây. Thế tóm lại huyện đấy là huyện gì? Huyện Ứng Hòa. Ứng Hòa thuộc Hà Tây mà. Vâng. Hà Nội 2 đấy. Thì Vân Đình cũng là Ứng Hòa mà. Vân Đình anh tưởng là huyện Vân Đình chứ. Vân Đình Ứng Hòa Hà Nội anh ạ. Và thuộc huyện Ứng Hòa. Vâng. Có cái món khoản vịt Vân Đình nổi tiếng đấy. Để làm đàn một đôi 3.000 con cũng được. Là đi gì, xe Thái Đăng Lòng. Không ạ. À. Đấy là em được cái chị ở quầy chị mách ra đấy chứ em có biết cái xe nó như thế nào đâu. Thế trước xuống bằng gì? Trước là em đi xe công ty xuống. Bây giờ quầy mách ra bằng này là đón xe. Vâng.
biết xe nào nó mà đón. Thì cứ xe nào nó ghi là ghi ba cái chữ đấy thì em lên. Nó không ghi Thái Đăng Long mà ghi T D L. D D L em lên. Nó không có tên đâu. Tên nó xong rồi. Xe đấy nó chạy đến tận Vĩnh Yên cơ. Nhưng mà nó cũng chạy qua Hà Nội là được. Ôi, taxi đi 50 nó rẻ lắm. Đây là cái xe kia màu vàng này kìa. Đâu ạ? Từ người đăng xe ở đây. Nhiều tuyến lắm. Tôi thử đi là bài thuyết gia truyền của phó giáo sư Mai Tất Tố, trường đại học Dược Hà Nội, có tác dụng cầm máu, giảm đau, phòng ngừa cúm. Tôi thử đi nhiều người học kỹ.
đâu rồi? Đi đâu rồi? Đấy, anh Vũ này. Đi đâu rồi? Đi Hà Đông nha. À, đi cầu Rẽ à? Đang ở vành đai ba, đi về. Mẹ gọi an toàn này đi đâu? Có cổng này cổng đó. Hỏi mày lại điện thoại. Nên là mày đi vào đường ba cũ ấy, khách này mới đỉnh đầy, tầm chiều thiếu gì. Thank you.
Ôi hầu. Đây đổ E5 thôi. Đừng đổ cái 95 nữa, E5 thôi. Tiền nó đóng cho đấy, các bạn chào bạn này đóng chói rồi, tôi sẽ phi đấy đi làm luôn. Thứ bảy nhà đá làm gì okay. Ông đeo có tiền ông vĩnh tiền nó có này ăn chơi thế. Vừa phải thôi, làm khó nó làm khó nó khác, một lúc có thì nó khác. Tao lên thì tao lên trên cao tao về. Thank you.
Việt Nam với
thị thế giới thứ 7. Sức nâng cường lực tùy nhân, đột phá mới từ xăm cao, như nguyên bất tử và thất nguyên quý. Thực tế được tôn giáo, sức nâng cường lực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa tìm được một nơi thông tin rồi nhé. Gì ai? Tầm đó. Tầm đó. Thế mày được bao nhiêu? Cái gì? Ôi giời. Cắt xe ở nhà mà đi chơi cho nó khỏe. Mẹ mất công đi mày chết. Hay là hết cơn đỏ rồi. Hết thì đừng trông chờ nữa. Bé ăn cá bé. Thế giờ về đâu rồi? Hả? Đây đang ở Mai Dịch đây. Ôi, đi về, đủ ăn về. Mai chạy tiếp. Cướp à? Bằng nửa chỗ đấy thôi. Hả? Cái gì? Thôi, trả dại. Không mê ly, mê lọt. Để mẹ chịu. Để mẹ dồn tiền thay quả lốp. Để mẹ chục triệu tiền đàn ở đây. Tự chú quyết thôi. Tự chú quyết thôi. Con gì? Con gì? Hai mươi Thái Nguyên à? 20 mày trượt đi Thái Nguyên đánh làm gì? Hả? Đâu? Hình ảnh là khá là chậm chạp và đông đúc ở đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư Nguyễn Khán rồi cây cầu vượt Tây Sơn Thái Hà hay là ngay trên tuyến đường Tây Sơn xuôi về ngã tư Sở, các phương tiện cũng chỉ có thể đi được với tốc độ chậm mà thôi. Những phút tới chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn. Ok, thắng mẹo. Tôi đi ăn cơm sau giờ này đèn văn phòng của hắn chọn. Tôi đây. Mời ông vào và xem. Nội thất hòa phát, vừa đẹp vừa sang, vừa sáng cả không gian. Ôi trời ơi, đúng là nội thất hòa phát. Làm gì cũng được, không phải được. Quên hẹn với tôi. Vì đấy, nhờ ông tư vấn, công ty tôi trang bị nội thất hòa phát, việc kinh doanh cũng sáng lên theo. Tôi đã nói với ông rồi. Sài hà hòa phát, sinh lộc phát tài, làm ăn dài dài, không hòa chỉ phát. Nội thất hòa phát, bừng sáng không gian của bạn. Chúng tôi giúp chị cái này ra làm kia. Ây ây, cẩn thận, đổ dễ vỡ lắm đấy nhá. Trong nhà cửa lanh tanh bành thế kia. Bác Hương đến chơi ạ? Em sửa lại cái sàn bác ạ, cảnh ốp lát cũ lỗ chỗ hết cả rồi. Thế làm đến đâu rồi, mà chú ý đâu? Đấy, không có gì thì mua cảnh ốp lát phải nhé. Alo. 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 Hmm.
Nhiều người tham gia giao thông trên cùng lộ trình với mình, qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024 37 91 91. Em đã chuẩn bị quà gì chưa? Những trải nghiệm vô cùng vui. Mà thật là ý nghĩa nhỉ? Có rồi, 120.000.